Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người trở lại với kênh YouTube của mình nha. Tiếp tục quay lại với một cái video review. Và trong sáng hôm nay mình sẽ nhận cái con hàng trong cái sự kiện Carnival ở Over 91 mà tất cả những anh em cài chay tới ngày hôm nay đều có thể nhận được nha. Và giữa hai con hàng Tan và Asufanti thì mình sẽ chọn cái con hàng của Barcelona nha, ở vị trí LM. Và hôm nay mình cũng sẽ nhận con hàng này. Mình bắt đầu chơi cái sự kiện Carnival này trong cái ngày đầu tiên, cũng là cái ngày mà tất cả anh em Việt Nam của chúng ta đều bị ban anh em ạ. Đó là lý do vì sao mà tới ngày hôm nay thì tổng over của mình cũng khá là thấp. Và sau khi nhận được con hàng Ansu Fati thì mình cũng nhận thêm được 800 điểm Paradise Token nha. Cộng với 200 điểm hàng ngày thì mình có tổng cộng 10 lần mở trong cái phần Festival Square. Bây giờ mình sẽ thử cái nhân phẩm của mình cho tất cả mọi người cùng xem luôn nha. Thật sự khi mà bắt đầu trở lại cái game FIFA Mobile 22 ấy, thì nhân phẩm của mình khá là kém anh em ạ. Ở cái acc cũ thì cái nhân phẩm còn mở ra được những con hàng có giá trị, nhưng mà riêng cái acc này ấy, thì từ trước tới giờ chưa mở được con hàng nào đặc biệt cả. Trong hai lần quay token Carnival thì chưa mở được con hàng nào có over 90, toàn là những con hàng ở mốc dưới thôi anh em ạ. Và hiện tại mình vẫn đang còn hai con hàng ở cái mốc 88 và 89 nè, và không biết trong 10 lần mở này của mình sẽ được gì. Chỉ là skill boost và những con hàng 6x, 7x thôi nè, kém thật sự luôn. Nếu nhận được skill boost thì với mình cũng khá là ok, ngoại trừ coi và kể những con hàng 6x thì khá là kém nè. Thật sự rất là tiếc cho những cái token đó luôn. Nhân phẩm rất là đen luôn. Không biết có những anh em nào đang xem video trên kênh của mình mà mở được những con hàng chất lượng hay không. Anh em cũng có thể chia sẻ cái niềm vui của mình vào phần bình luận bên dưới nha. Riêng cá nhân mình thì chịu rồi đó. Anh em có thể thấy là cả con hàng 60 luôn. Cây thật sự 100 điểm token Paradise nhưng mà chỉ nhận được con hàng 60. Đây rồi, cuối cùng cũng đã có con hàng chạy vào đường hầm rồi. Brazil, vị trí LB chắc chắn là con hàng của Atletico Madrid rồi anh em ạ. Renan Lodi rồi. Con hàng over 89 thôi, cũng khá là thấp. Wow, giá trị chỉ là 370.000 coin thôi em. Thấp thật sự luôn. Chỉ còn được 3 lần mở nữa, xem cái nhân phẩm của mình có mở được con hàng Dybala hay không. Một con hàng mà mình cũng nhắm tới làm review, nhưng mà số coin hiện tại thì vẫn chưa đủ để có thể mua được con hàng đó. William thì mình mới làm review vào về hôm qua, anh em quan tâm thì có thể tìm xem lại nha. Wow, tiếp tục là những con hàng 6x cây thật sự. Nhân phẩm mình chắc chắn là nếu mà đen thứ hai thì không một ai là chủ nhật luôn, như mình đã chia sẻ trên kênh TikTok của mình. Đây rồi, chạy vào đường hầm, đừng lá cờ Pháp nha. Wow, chịu thật sự nè, đúng vị trí con hàng cuối cùng trong cái over thấp nhất từ thấp tới cao anh em ạ. Over 88 thật sự rất là chán luôn cho cái độ nhân phẩm của mình trong cái lần quay lại FIFA Mobile 22 lần này. Và cái sự kiện Carnival cũng sắp kết thúc rồi nè, còn đâu đó khoảng chừng 43 giờ đồng hồ nữa. Và hình như tất cả những anh em cày chay kiểu như mình nè thì chỉ nhận được cái phần thưởng này tới cái mốc rank thứ sau cái cột mốc skill boost 400 thôi là đã hết tất cả phần quà mình có thể nhận được rồi. Còn những cái mốc về sau thì những anh em nạp mới có thể lấy được những phần quà đó nha. Và trong cái nhánh này thì chắc chắn có cả Boba nữa. Và con hàng đó thì cái giá trị cũng khá là cao cái thời điểm hiện tại rồi. Cho nên mình sẽ hẹn con hàng đó trong một cái dịp khác nha. Trong một cái lần Squad Builder Manchester United hoặc là một cái gì đó. Ok, bây giờ mình sẽ trở về cái team chính của mình và sẽ ship con hàng Ansu Fati cũng như là con hàng Renan Lodi vào cái sơ đồ của mình luôn nha. Hai con hàng này. Với cá nhân mình nữa thì cái quả thẻ của Carnival mùa này thì thật sự không lôi cuốn mình lắm. Kiểu không thật sự ấn tượng với cá nhân mình. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì bắt buộc phải dùng. Cho nên mình sẽ chọn những con hàng có over cao nhất để lắp vào cái đội hình nha. Không biết những anh em mà quay lại cùng thời điểm với mình thì cái over hiện tại của anh em là bao nhiêu rồi. Nếu anh em có thể chia sẻ thì có thể bình luận vào phần bên dưới giúp mình nha. Mình không biết là hôm nay update tất cả những con hàng over cao như thế này thì có đạt được cái mốc 100 hay không. Và khi đạt được cái mốc 100 thì anh em lại thêm được một cái phần quà là ba con hàng elite nha. Và mình sẽ cố gắng thử thêm cái nhân phẩm của mình là có mở được những cái con hàng xịn sò hay không. Cái skill boost reaction của mình cũng đã được cộng 8 rồi nè. Và con hàng Renan Lodi cũng là cái skill boost đó luôn, khá là phù hợp. Mình sẽ thay vào vị trí của con hàng Nuno Mendes để có được cái over cao nhất có thể nha. Vị trí của Betis thì chắc chắn trong thời gian sắp tới thì mình cũng sẽ nhắm con hàng khác có over cao hơn và thay vào anh em. Vì tất cả những con hàng trong cái team thì mình chỉ là cố gắng trải nghiệm và dùng thử trong một thời gian nhất định thôi, không phải là những con hàng cố định đâu. Và hình như là đâu đó vào ngày mai thì đã có sự xuất hiện của những con hàng Ultimate Team of the Year rồi. Đó là những con hàng thật sự rất là chất lượng. Anh em có quan tâm những con hàng nào thì có thể để cảm nhận vào bên dưới nha. Chắc chắn đó là những con hàng chất lượng nhất trong cái đoạn đầu mùa của FIFA Mobile 22 rồi.
Đây anh em ạ, sau khi hoàn thành xong cái việc chuyển rank cho cửa hàng Renan Lodi thì cái OVR của mình cũng vừa đạt được cái mốc 100 luôn. Khá là vừa vặn cho cái lần review Ansu Fati này nha. Bây giờ anh em mình sẽ xem nhanh qua cái bộ chỉ số của con hàng này. Có cái tên đầy đủ là Ansu Mane Fati, đến từ Tây Ban Nha và đang thi đấu cho câu lạc bộ Barcelona này. Có cái skill boost là long shot và cái bộ chỉ số tốc độ khá là khủng khiếp anh em ạ. Bước tốc thì 114+4 và tốc độ nước rút chỉ là 104+4 nha. Khả năng dứt điểm cũng khá là được. Cái shot power là lực sút cũng rất là căng này, ở 191+3. Và cái tầm nhìn cũng như là chuyền ngắn chuyền dài á, thì tầm nhìn ở chỉ mốc 86 thôi, khá là thấp anh em. Tạc cũng đạt ở cái mốc 90 thôi. Và cái agility khá là cao, 107, cái độ thăng bằng cũng là 100. Con hàng có cái bộ chân là 4 và 5 vạch. Và cái stamina là cái thể lực của con hàng này chỉ đạt ở mốc 7 cục thôi nè, ở cái mức trung bình thôi. Cao 1m78 và nặng 66 cân. Cái quật red là 2 và medium. Có cái skill move là roulette và có 2 skill ẩn nha. Con hàng có cái skill move là 4/5 nè. Và cái giá trị của con hàng hôm nay thì đi xuống khá là nhiều rồi. Cái physical là cái sức mạnh của con hàng thì chỉ đạt ở cái mốc 68 thôi nè, rất là thấp luôn nha. Dù cái mốc OVR của con hàng hiện tại khá là cao rồi, 92 với cái skill boost là cộng 7 nữa, nhưng mà cái physical đó chắc chắn là không được ấn tượng cho lắm rồi. Ok, sau khi mình 2S cái level thì nhận được cái món quà từ FIFA Master đây, để xem nhân phẩm của mình mở được 3 con hàng Elite 80 là gì nha. Xem nào, đây rồi, chạy vào đường hầm là thấy uy tín rồi nè mà. Brazil, GK, người Manchester City là Edison rồi nè mà. Con hàng có giá trị tới thời điểm hiện tại thì rất là thấp rồi. Mình tưởng đâu cờ Brazil mà chạy như vậy thì là Neymar của PSG thì giá trị nó sẽ cao hơn. Ngoài cũng có một con hàng của PSG kìa, Verratti, và con hàng còn lại là Kyle Walker. Giá trị của những con hàng này thời điểm hiện tại thì chắc chắn rất là thấp rồi. Không biết hai ba con hàng đó thì được cái giá 2 triệu coin hay không nữa. Ok, bây giờ anh em mình sẽ trở lại cái việc và thay đổi logo cũng như là bộ áo đấu của Barcelona và sẽ cùng review con hàng Ansu Fati này ở vị trí LM, xem đây có thật sự là một con hàng LM chất lượng hay là không nha. Không biết anh em lựa chọn trong hai con hàng đó thì anh em lựa chọn con hàng nào. Với cá nhân của mình thì thấy về mặt giá trị chắc chắn con hàng Ansu Fati về sau nó sẽ có giá trị hơn con hàng CB Tan đang thi đấu trong Bundesliga khá là nhiều. Không biết anh em có cảm nhận như thế nào. Và trước khi bước vào hai trận đấu head to head cũng như là một trận đấu vé tất bài review con hàng Ansu Fati cùng mình thì anh em nhớ đăng ký kênh nè. Nhớ ấn luôn cái chuông thông báo bên cạnh nha. Nhớ like và share cái video này ủng hộ giúp mình. Và để lại cái cảm nhận cũng như là những cái đóng góp ý kiến của anh em vào phần bình luận bên dưới nha. Tỷ lệ người xem mà quên đăng ký kênh cũng còn khá là cao luôn. Anh em nhớ ủng hộ giúp mình nha. Bây giờ sẽ là trận đấu đầu tiên gặp anh bạn đến từ fan của Real Madrid có cái tên là Never Give Up. Không biết anh bạn này đến từ đâu nữa. Đây rồi, một trận El Clasico đang hiện hiện trước mắt tất cả mọi người rồi. Barcelona đối đầu cùng câu lạc bộ Real Madrid nha. Anh bạn với đầu tàu là con hàng Benzema, bên dưới là Marco Reus và Jorginho, bên cánh hậu vệ phải là con hàng Alphonso Davies. Còn bên cái team của mình thì chắc chắn sẽ yếu hơn cái team kia khá là nhiều rồi. Mình chỉ đang sử dụng những con hàng ở mức trung bình thôi. Bộ đôi ST bên trên của mình cũng chỉ đạt ở cái mốc 90 cho con hàng Immobile và con hàng Vlahovic. Đây là Jorginho và kiểm soát bóng đầu tiên. Carles Puyol đã là người phá bóng rồi. Đây rồi, Benzema lại có cơ hội đối đầu cùng con hàng Boyata. Con Boyata thật sự rất là nhanh đây nè. Một con hàng không thật sự đặc biệt đâu, nhưng mà chơi cũng khá là ổn trong cái giai đoạn mà gánh team như thế này. Đây là pha kiểm soát của Vlahovic. Florian Wirt. Cánh trái đang dâng lên là Ansu Fati này mà. Đang thi đấu trong màu áo của Barcelona, cái màu sân nhà khá là đẹp. Dạo gần đây thì Barcelona đã trở lại một cái phong độ cực kỳ cao của một ông lớn rồi, với những chiến thắng toàn là ghi được 4 sao thôi nè. Với niềm cảm hứng mang tên Aubameyang và con hàng máy chạy sức mạnh của một đô vật đó là Adama Traore, mình cũng hy vọng sẽ nhìn thấy được Barcelona trở lại cái thời kỳ hoàng kim, là một câu lạc bộ lớn được nhiều người sợ chứ không phải là một Barcelona thời điểm trước đó. Một Barcelona rất là yếu ớt, tất cả câu lạc bộ đều có thể giành chiến thắng trước Barcelona. Barcelona trước đó trong cái kỷ nguyên của Messi cũng thật sự rất là được yêu thích luôn nè. Và cá nhân mình thì là một fan của Messi thì cũng dành một cái tình yêu đặc biệt cho Barcelona. Nhưng sau khi Messi ra đi thì có một cái thời gian khá là trầm lặng dành cho Barcelona. Và thời điểm hiện tại là mình nghĩ là một cái thời điểm khá là thích hợp để Barcelona có thể đưa mình trở lại cái vị thế của một ông lớn ở La Liga nha. Đây là Florian Wirt, một pha mở bóng cho Immobile, cơ hội đây rồi. Vlahovic bên trong rất là rõ ràng, một cú sút rất là nhanh thôi. Một pha đỡ bóng khá là gọn gàng của Vlahovic và một cú dứt điểm rất là chính xác.
để có thể mở tỷ số ở phút 36 của trận đấu rồi. Còn hàng Ansu Fati thì vẫn chưa để lại một cái ấn tượng gì, nhưng mà bàn thắng đã tới rồi. Với bộ đôi tiền đạo bên trên đang thi đấu cực kỳ ăn ý với nhau là Immobile và cầu hàng Vlahovic. Xem anh bạn sẽ phản ứng như thế nào trong cái thế trận như thế này. Video được kêu Kisa, Rinaldi, đây là Florian Wirtz. Khá là khó, Ansu Fati đang di chuyển khá là xa ở vị trí khung thành này nữa. Cho nên rất là khó những pha phối hợp. Tiếp tục là Jorginho, đây rồi Benzema. Đây rồi, cơ hội vẫn còn, chiến thắng được hay không? Ui, một cú sửa lòng nhỉ. Nhưng mà đưa bóng đi ra ngoài khá là đáng tiếc của Benzema. Trong cái tình huống bóng này thì mình đã gọi GK ra khá là chủ động rồi, cho nên anh bạn bắt buộc phải tung cú sút. Vì không thì GK cũng phá bóng ngay trong chân thôi nè. Rất là bối rối trong cái tình huống bóng đó luôn. Marco Roy, đây là con hàng Jorginho. Anh bạn đã mua thêm cái skill trong store rồi nè. Những cái skill thể hiện khá là đẹp mắt. Ansu Fati, cơ hội đây rồi. Một pha xoay người rất là hay. Ui, thể lực của Ansu Fati đã đi xuống đỏ, rất là đỏ cay luôn rồi. Dù cái hiệp một mình không thật sự nhồi nhiều bóng cho Ansu Fati đâu, nhưng mà cái thể lực như thế này thì khá là kém rồi anh em ạ. Mình nghĩ đây không phải là một con hàng có cái khả năng tranh chấp cũng như là cái khả năng thi đấu quyết liệt cho lắm rồi. Vẫn chưa để lại một cái ấn tượng gì cho cái trận đấu này, nhưng mà cái phần thể lực đã đi xuống rất là nhiều. Vlahovic không được rồi. Jorginho đã là người lui về thu hồi bóng rất là nhanh. Trong cái tình huống bóng đó thì mình cố gắng đưa bóng cho con hàng Ansu Fati thể hiện, nhưng mà đáng tiếc là bóng lại không đến chân được con hàng này. Tiếp tục là một pha kéo bóng và nhồi bóng cho Ansu Fati. Cơ hội đây rồi, phát sót xem nào. Ui, chuyền vào cũng thật sự không chính xác lắm nè. Alphonso Davies đã là người phá bóng cuối cùng rồi, phút thứ 67 của trận đấu. Rinaldi và con hàng LB gì đó của Atletico Madrid, có hai con hàng khá là giống nhau nè. Mình kiểu cũng khá là bị nhầm lẫn giữa hai con hàng này, một con trong cái sự kiện Totti và một con trong cái sự kiện Cannibal. Lúc trước thì mình nhìn vào hai con hàng này thì mình nghĩ đó là một anh em ạ, nhưng mà sau khi nhìn lại cái tên thì là hai con hàng này là hai con hàng khác nhau nha, cùng một cái over 89 luôn. Không biết có anh em nào có sự nhầm lẫn giống mình hay không. Immobile, Caleb Bujon đã là người chùi bóng cuối cùng trong cái tình huống bóng này rồi. Thật sự đang thi đấu trong cái trận El Clasico và trong một cái buổi tối như thế này với cái sân bãi như thế này thật sự quá tuyệt vời anh em ạ. Một cái trận đấu đang rất là tuyệt vời, đáng tiếc là không có nhiều bàn thắng được ghi trong cái thế trận như thế này thôi. Pha đánh đầu này của Boyata không đủ lực để có thể chiến thắng được Magna rồi. Anh bạn cũng đang khá là bế tắc trong cái việc triển khai tấn công lên phía bên trên này nè. Một pha cú bóng của Caleb Bujon, wow, tạo cơ hội cho đối thủ luôn rồi. Barella, một pha nhảy bóng rất là điệu nghệ của con hàng Insigne. Vẫn còn cơ hội đây rồi, Insigne. Một pha kiểm soát bóng khá là dài và đã mất cơ hội rồi. Hình như là cũng được một tình huống phạt góc. Wow, khá là nguy hiểm ở cái phút 88 của trận đấu như thế này. Florian Wirtz, một quả đánh đầu khá là nguy hiểm, nhưng đáng tiếc là bóng cũng đi ra ngoài rồi. Fidoruki Kisa đang là người rất là năng nổ lao lên với cả Benzema nữa. Góc khán đài thì thật sự thấy rất là nhiều khán giả đang xem cái trận đấu này trên khán đài của mình. Một cái trận đấu rất là đặc biệt. Đáng tiếc là trận đấu chỉ có một bàn thắng thôi, với một cái thế trận đúng kiểu Mourinho. Một pha giật gót rất là đẹp mắt của Florian Wirtz cho con hàng Ansu Fati. Đúng lúc này thì trận đấu cũng đã kết thúc rồi, với một chiến thắng sát nút, một chiến thắng với một bàn thắng duy nhất giữa cái sự kết hợp giữa bộ đôi Immobile và con hàng ghi bàn là Vlahovic nha. Còn trong cái mặt thi đấu của con hàng Ansu Fati thì mình cảm giác không thật sự ấn tượng cho lắm này mà. Về cái mặt thể lực thì khá là kém luôn, mình kiểu không sử dụng nhiều trong cái đoạn hiệp 1, nhưng mà trong cái đầu hiệp 2 thì thể lực của Ansu Fati đã rất là đỏ cay rồi. Còn về phần thể lực thì anh em chắc chắn cũng biết rồi, bị ảnh hưởng khá là nhiều trong cái chế độ head to head luôn. Khi mà anh em sử dụng con hàng đó, cái thể lực nó kém thì từ cái khả năng chọn vị trí cũng như là cái tốc độ của con hàng sẽ giảm đi rất là nhiều. Mình nghĩ con hàng Ansu Fati này chắc chắn sẽ là phù hợp ở cái mốc thời gian khoảng chừng 70 phút trở về sau của trận đấu nha. Chắc chắn là một con hàng phù hợp ở cái vị trí dự bị rồi. Mình nghĩ là anh em nên chọn con hàng này ở cái thế trận dự bị và sau khi đó tung vào sân ở từ phút 70 á, thì mình nghĩ nó sẽ đem về cái hiệu quả tốt hơn là cho con hàng này thi đấu toàn trận như thế này. Bây giờ anh em mình sẽ vào cái trận đấu thứ hai nha, sẽ gặp một đối thủ đến từ London là Chelsea với Jack Grealish nè. Bên trên là con hàng Vlahovic và đây là con hàng Jorginho với rất là nhiều hảo thủ đang thi đấu trên sân. Đang có bóng là Ansu Fati. Xem nào, một pha mở bóng cho Vlahovic. Cơ hội đây rồi. Những đường chuyền của Ansu Fati thì nhìn cũng khá là chất lượng anh em. Nhưng mà chắc chắn là cái điểm yếu lớn nhất của con hàng này là về mặt
thể lực của con hàng này rồi. Sức mạnh của con hàng này cũng khá là kém, chỉ ở cái mốc 68 thôi cho tổng cái sức mạnh của con hàng là Fascico. Khá là thấp anh em. Mình nghĩ đây không phải là một con hàng chất lượng rồi. Chỉ có thể là kiểm soát bóng tốt này, hoặc là đâu đó là những cái pha có tốc độ. Còn về cái mặt dứt điểm thì mình vẫn chưa có thể cảm nhận được của dứt điểm của Di Maria, nhưng bóng lại đi ra ngoài rồi. Và trận đấu này được thi đấu trong buổi chiều nha, trong một buổi chiều đầy nắng. Và chắc chắn rồi, với cái quả sân này thì không ấn tượng bằng cái quả sân thi đấu buổi đêm nữa. Buổi đêm thì ánh sáng của những ánh đèn nó sẽ kiểu như là làm cầu thủ sáng hơn, và cái cách quan sát cũng sẽ dễ dàng hơn. Còn nắng như thế này cũng hơi chói mắt một chút anh ạ. Một pha xử lý skill rất là đẹp mắt của con hàng Jack Relish, chỉ là thể hiện cho đẹp mắt thôi, còn hiệu quả thì vẫn chưa nè. Phil Foden và phối hợp giữa Joao Cancelo và Phil Foden. Đây là Florian Wirt, bóng lại đến chân của con hàng Vlahovic rồi. Ansu Fati cũng đang di chuyển bên trong rất là nhanh chóng. Về mặt tốc độ thì chắc chắn không thể nào chê được về cái bộ chỉ số của Ansu Fati rồi nè. Đây rồi, xem ui, một pha không thể nào lấy được bóng. Tiếp tục là Fedorukisa, và đây là Mason Mount, một pha phản công. Đây rồi, tiếp tục là Kisa, bóng lại đến chân của con hàng Flavic rồi. Bên trong đang là Mason Mount, nhưng bóng lại đến chân của con hàng Fedorukisa nè. Và cú dứt điểm chắc chắn là không thể nào cản phá được ở với một cái không gian như thế này rồi. Thật sự Kisa chơi với một cái khả năng chọn vị trí rất là hay và chạy chỗ rất là tuyệt vời nè. Mình nghĩ trong cái tình huống bóng đó thì Flavic sẽ phối hợp cùng con hàng Mason Mount bên trong, lại bỏ quên mất cái vị trí của Kisa đang rất là thoải mái để có thể dứt điểm. Và tỷ số đã được ghi rồi, phút thứ 42 của trận đấu. Đây là Rudiger, Trippier, đây là Fedorukisa. Anh bạn đang cố gắng kéo giãn cái đội hình ra rồi. Với một cái thế trận đang có lợi thế dẫn một bàn như thế này thì chắc chắn anh bạn sẽ bước vào giờ nghỉ với cái lợi thế nhất định rồi. Ansu Fati thì vẫn chưa để lại một cái ấn tượng gì trong cái chế độ head to head nữa. Và mình rõ ràng vẫn có đưa ra một cái quan điểm rất là chính xác là con hàng này chỉ phù hợp ở cái ghế dự bị thôi. Và con hàng này chỉ phù hợp ở trong cái giai đoạn cuối của những cái trận đấu head to head kiểu như thế này. Đây là pha đua tốc độ của Hakimi. Cảnh bên kia thì Ansu Fati đang di chuyển rất là thoải mái và rất là trống trải. Đây rồi, bóng lại đến vị trí của Ansu Fati. Cơ hội đây rồi, phép sót xem nào. Khoảng trống là cực kỳ lớn. Cửa lòng xem nào. Ui, bóng lại đi ra ngoài là khá là đáng tiếc. Với cái cách dứt điểm như thế này cũng không thật sự tuyệt vời cho lắm đó nè. Dù cái bộ chân của Ansu Fati là 4 và 5, chân cũng khá là được và cái chỉ số dứt điểm cũng khá là cao, nhưng cái quả này thì đi cũng hơi kiểu khó chính xác. Nhưng mà chắc chắn cũng không thể nào đòi hỏi cao hơn được anh em, vì khoảng cách cũng khá là xa, cho nên không thể nào đánh giá được cái khả năng sút của Ansu Fati trong cái tình huống bóng đó được. Đây là con hàng Mason Mount. Ui, những pha tranh chấp khá là quyết liệt. Phil Foden, Jack Grealish rất là nhanh, Vlahovic, những pha đang dệt của đối thủ đang làm mình khá là chóng mặt luôn anh em. Đang bóng rất là nhanh luôn. Tiếp tục là Trippier. Đây là lối đá Tiki Taka rồi, đập nhã liên tục anh em. Và đây là Trippier. Tiếp tục là Jorginho, bóng lại đến chân Phil Foden. Di Maria đã lùi về khá là sâu để có thể hỗ trợ phòng ngự trong cái tình huống bóng này. Immobile, Florian Wirt, cơ hội đây rồi. Immobile, tuyệt vời. Đây rồi, cơ hội đây rồi. Rudiger và Immobile. Ui, rất là vời. Đây rồi, cơ hội lại đến với Vlahovic rồi. Trong tình huống bóng trước đó thì Immobile đã rất là cố gắng để có thể với chân tung ra cú dứt điểm, nhưng mà không chiến thắng được thủ thành bên đội bạn. Cuối cùng bóng lại trôi đến vị trí của Vlahovic rồi, và cơ hội còn lại của con hàng này cũng khá là dễ dàng để có thể quân bình được tỷ số. Phút thứ 75 của trận đấu thứ hai rồi, khoảng thời gian cuối chắc chắn sẽ rất là hay đây. Đội nào ghi được bàn thắng trong cái đoạn thời gian này chắc chắn sẽ giành cái lợi thế về một chiến thắng rồi. Không thật sự di chuyển không thật sự hay lắm cho cái khả năng chạy chỗ của Ansu Fati anh em. Đấy rồi, cơ hội đây rồi. Đây là một cơ hội có thể ghi bàn của Ansu Fati. Wow, yếu thật sự với những cái pha tranh chấp anh em. Mình cảm giác về cái mặt thể lực con hàng bị ảnh hưởng rất là rõ ràng luôn. Kiểu như là cái đoạn giai đoạn phút 70 trở đi thì Ansu Fati đã không còn được cái bộ chỉ số tốc độ ấn tượng rồi, vì nó ảnh hưởng cái thể lực rất rất là lớn luôn. Và cái tình huống bóng vừa rồi anh em có thể thấy cái Bouillon khá là dễ dàng để có thể hóa giải được cái tình huống tấn công nguy hiểm của Ansu Fati, dù cái cơ hội rất là rõ ràng luôn. Nếu mà gặp những cái con hàng có cái thể lực tốt hơn, có cái khả năng tấn công mạnh hơn thì chắc chắn cơ hội đó sẽ là một cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 rồi. Cá nhân mình thì thật sự không ấn tượng với cái khả năng thi đấu như thế này trong chế độ head to head của Ansu Fati cho lắm. Mình cũng không biết là trong chế độ vé tắc sẽ như thế nào, chứ chế độ head to head này thì đây chắc chắn không phải là cái lựa chọn tốt nhất rồi anh em ạ.
và mình cũng khẳng định là mình chỉ sử dụng Asufati trong một thời gian nhất định thôi. Khi có những con hàng đặc biệt hơn thì Asufati chắc chắn sẽ là một con hàng dự bị hoặc là những con hàng bị treo ngoài chợ thôi, không thật sự tuyệt vời cho lắm. Và bây giờ mình sẽ trở lại luôn với một cái trận đấu trong chế độ vé tất nha, để xem trong chế độ này thì Asufati sẽ thi đấu như thế nào và có cơ hội xuất hiện để ghi bàn hay là không nha. Đối thủ của mình trận này có over 96, chắc chắn là một trận đấu khá là dễ dàng đối với mình rồi. Vlahovic, Dele Immobile, quả cửa lòng rất là nhẹ nhàng. Không biết là anh em đa số sẽ chọn Asufati hay là con hàng tan của cái giải Bundesliga. Nhưng cá nhân của mình thì Asufati trong cái bài review này thật sự hơi thất vọng một chút anh ạ. Khả năng chơi của con hàng thật sự không ấn tượng cho lắm. Từ cái khả năng tốc độ từ đầu trận đấu cho tới giai đoạn phút 60 cũng vậy luôn, không để lại nhiều cái khả năng chạy chỗ nhanh hoặc là bứt tốc hoặc là có cái khả năng tấn công mạnh. Dù bộ chỉ số tốc độ rất là cao nhưng mà con hàng không thể hiện hết được cái khả năng tốc độ đó nè. Đây là Vlahovic, vẫn chưa thấy sự xuất hiện của con hàng Asufati trong cái chế độ V-Tuck. Ở vị trí LM, tiếp tục bóng vẫn là Immobile, không vượt qua được hậu vệ đội bạn rồi. Tỷ số đang là 6-4, khá là nhẹ nhàng nè. Với một cái thế trận như thế này thì khá là phù hợp để có thể trải nghiệm Asufati rồi. Florenvert, nhưng mà vẫn chưa thấy vị trí của con hàng xuất hiện, vẫn chưa có cơ hội gì. Đấy rồi, Asufati dứt điểm xem nào. Chắc chắn là cái khả năng dứt điểm thì không thể nào tệ được đâu anh em, vì cái bộ chân 4 và 5 vạch cũng khá là chuẩn cho một con hàng tấn công rồi. Tiếp tục là pha đánh đầu của Asufati. Đã có hai tình huống, hai bàn thắng liên tiếp của con hàng này. Ở trong chế độ này cũng khá là được, vì ở trong cái chế độ vết tắc này không đòi hỏi con hàng có cái thể lực tốt, không cần con hàng phải có những cái pha chạy chỗ hay như thế nào cả nào, khả năng dứt điểm tốt là được. Tiếp tục là Asufati với một quả cửa lòng. Thì mình nghĩ ở trong chế độ này thì khá là phù hợp với con hàng Asufati. Còn ở trong cái chế độ head to head thì chắc chắn là một con hàng không thật sự ấn tượng rồi. Không nhanh lắm, không tốt lắm, không tranh chấp giỏi lắm và cũng không mượt mà cho lắm. Tất cả mọi thứ đều rất là bình thường ở trong cái chế độ head to head và chắc chắn là sẽ phù hợp hơn ở cái ghế dự bị rồi. Và đó cũng là tất cả những gì có trong cái bài review con hàng Asufati của mình. Mình chấm điểm con hàng chỉ ở cái mốc điểm 8/10 nha. Một con hàng LM có over cao và phù hợp để anh em nâng over trong cái giai đoạn này thôi, và không phù hợp để chơi trong cái chế độ head to head đâu. Đó là cái đánh giá của mình về con hàng này. Còn anh em có những cảm nhận như thế nào, có những đánh giá hoặc là có những cái đóng góp ý kiến gì đó thì có thể chia sẻ vào phần bình luận giúp mình nha. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhớ like và share cái video này ủng hộ mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một cái video tiếp theo trên kênh. Tell me you know.